6 quốc gia chênh lệch giàu nghèo nhất thế giới, nơi có 70 triệu phú mới mỗi ngày, nhưng lại có tới hàng trăm triệu người thiếu ăn. Các bạn có tin được không? Một quốc gia mà có tới 70 triệu phú đô la mới mỗi ngày, nhưng lại có tới hàng trăm triệu người thiếu ăn, và là một trong những quốc gia đói nhất thế giới. Hay một nơi đang tồn tại một bức tường cao hơn 3 mét và dài hơn 10 km với các hàng thép gai bên trên nhằm chia tách hai thế giới, một của người giàu, một của người nghèo. Đó là những phản chiếu rõ ràng nhất về sự chênh lệch giàu nghèo của các quốc gia trên thế giới. Vậy đâu là những cái tên nổi cộm khi nhắc đến sự phân hóa đáng buồn này? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Hàn Quốc. Mở đầu là quốc gia giàu có, phát triển và nổi tiếng nhất chính là giải trí, với những bộ phim, những idol đình đám được cả thế giới biết đến. Phần lớn chúng ta chỉ thấy một Hàn Quốc hào nhoáng, bóng bẩy, văn minh qua những bộ phim. Thế nhưng đằng sau nó là những câu chuyện buồn về thu nhập thấp, không ổn định của tầng lớp lao động. Dễ hiểu hơn thì ngoài những Chaebol đình đám góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng GDP quốc gia thì Hàn Quốc cũng có những người rất nghèo, những người đang phải chạy vạy kiếm cơm từng bữa. Có những người vì quá nghèo, vì quá áp lực mà không dám kết hôn hay kết hôn rồi lại không dám sinh con vì chi phí nuôi con ở đây cũng quá đắt đỏ. Để hình dung rõ hơn về mức độ giàu nghèo ở Hàn Quốc, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy chính là thủ đô Seoul. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ thấy nơi đây phát triển ra sao. Nơi đây được bao bọc bởi những tòa nhà cao chọc trời, là nơi tập trung rất nhiều những thương hiệu xa xỉ, những khu mua sắm, vui chơi giải trí, hộp đêm. Thế nhưng, cách đó chỉ khoảng 20 phút tản bộ lại là những ngôi nhà ổ chuột như thế này. Nhìn từ xa cũng đủ thấy mức độ chênh lệch lớn đến cỡ nào. Ngôi làng này được cho là phản ánh rõ rệt nhất về sự phân hóa giàu nghèo ở quốc gia giàu có này. Dĩ nhiên, quốc gia nào cũng có những người rất nghèo và những người rất giàu. Thế nhưng, tại sao Hàn Quốc lại nổi tiếng khi nhắc đến sự chênh lệch giàu nghèo như vậy? Tạm rời khu ổ chuột kia, chúng ta hãy cùng đánh giá khách quan về những nghiên cứu khảo sát của các chuyên gia nói chung. Theo một thống kê cách đây 2 năm cho rằng, nếu xét trong độ tuổi 20 thì khoảng cách tài chính giữa thanh niên nghèo và thanh niên giàu ở Hàn Quốc đang là 320 triệu won, tức là tương đương với khoảng 6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Chớ trêu thay, khoảng cách này tiếp tục bị nới rộng do giá nhà tại Hàn Quốc ngày càng cao hơn. Nếu như trước đây, người Hàn còn có chút hy vọng tích góp để mong muốn mua được ngôi nhà, thì giờ đây họ càng tuyệt vọng, đến mức hình dung phải tới 20 năm nữa, không chi tiêu bất cứ thứ gì, chỉ tiết kiệm thì cơ hội làm giàu hay mua nhà vẫn gần như bằng không. Lấy một ví dụ như này, một nhân viên ở Hàn Quốc được phỏng vấn bởi tờ Korea Times cho rằng anh đã mua một chung cư ở quận Jeonsan, thủ đô Seoul với giá chưa đến 900 triệu won, tương đương 770.000 USD cách đây 5 năm khi mới cưới vợ. Anh ta đã dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn thêm ngân hàng cũng như nhận tiền trợ giúp từ gia đình để mua nhà. Và nhờ việc giá nhà tăng lên mà căn nhà của vợ chồng anh nay đã lên tới 2 tỷ won. Điều này đồng nghĩa với việc vợ chồng anh đang ngồi trên đống tài sản khá lớn. Tuy nhiên, trái ngược lại, một chủ tiệm sửa đồ nhỏ tại thành phố Changwon ở Hàn Quốc lại đang phải thuê nhà để sống cùng với cha mẹ mình. Gia đình này chưa bao giờ sở hữu nổi một căn nhà và tài sản của họ cũng không hề có dấu hiệu khá khẩm nào trong vài năm qua. Theo một thống kê vào đầu tháng 10 năm 2021, Viện Seoul báo cáo kết quả khảo sát 676 công dân thủ đô tuổi từ 18 tới 34. Họ cho thấy 53% chỉ có thể mua nhà ở dưới sự trợ giúp tài chính từ cha mẹ. Trên toàn quốc, con số này là 44%. Chưa hết, 44% còn dựa dẫm toàn bộ vào tiền của cha mẹ. Điều này cho thấy sự phụ thuộc nghiêm trọng của giới trẻ Hàn Quốc vào cha mẹ. Cũng trong số 676 người tham gia khảo sát của Viện Seoul, 15% từ bỏ mơ mộng mua nhà riêng và hầu hết đều vì cha mẹ nghèo. Từ những điều này, các chuyên gia Hàn Quốc khẳng định, yếu tố quyết định sự chênh lệch giàu nghèo ở quốc gia này không nằm ở trình độ học vấn hay nghề nghiệp, mà hoàn toàn do việc chuyển giao tài sản. Dễ hiểu hơn, tức là thế hệ sinh ra từ vạch đích của Hàn Quốc, chính là rich kid mà chúng ta thường nói ngay một nhiều. Và nhờ ngậm thìa vàng từ nhỏ nên nghiễm nhiên được thừa kế hoặc được cha mẹ thượng lưu chuyển giao tài sản. Sự bất công này thậm chí còn thể hiện rõ ở tiền thôi việc. Vào tháng 9 năm 2021, toàn Hàn Quốc chấn động vì tin tức Hwa Ji-yong-che, con trai của chính trị gia quyền lực Hwa Sang-do, thôi việc nhưng lại nhận được ưu đãi khủng là 5 tỷ won tiền nghỉ việc, tương đương khoảng hơn 96 tỷ đồng tiền Việt. Tức là con vua thì tiền trợ cấp thôi việc cũng đã ở mức không tưởng rồi.
Và tiếp theo, một quốc gia khác đảm bảo sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Ấn Độ. Nhắc đến Ấn Độ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn đường phố bá đạo như này. Như này. Hay những bộ phim dài cả nghìn tập vượt xa cả những định luật vật lý. Thế nhưng có lẽ không phải ai cũng biết, Ấn Độ đã vượt qua cả Vương quốc Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Vậy tính ra thì Ấn Độ cũng là một trong những nước giàu nhất thế giới, đồng thời đây cũng là nơi có số lượng tỷ phú đứng top đầu thế giới. Quốc gia này có tới tận 70 triệu phú USD mới mỗi ngày, nhưng lại có tới hàng trăm triệu người thiếu ăn. Vậy, sự chênh lệch giàu nghèo ở Ấn Độ khủng khiếp ra sao? Theo thống kê vào cuối năm 2022, về chỉ số nạn đói thế giới được công bố vào tháng 11 đã xếp hạng Ấn Độ là một trong những quốc gia đói nhất thế giới, xếp thứ 107 trong số 121 quốc gia. Quốc gia này cũng có gần 800 triệu người phụ thuộc vào chương trình an ninh lương thực thường xuyên bị thiếu vốn của chính phủ. Các nhà nghiên cứu ước tính thêm 100 triệu người Ấn Độ, tính đến thời điểm cuối năm 2022 cần trợ cấp lương thực để tồn tại, nhưng không được đưa vào chương trình. Chưa hết, 1/3 trẻ em Ấn Độ bị suy dinh dưỡng và gần 1/3 bị còi cọc. Nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cân nặng quá thấp so với chiều cao, gây nguy hiểm đến tính mạng. Và dựa vào hiện thực tàn khốc này mà khi nhắc đến Ấn Độ, thì họ cho rằng có tới 2 Ấn Độ trên thế giới, đó là một Ấn Độ dành cho những người giàu đang ngày càng giàu hơn và một Ấn Độ khác dành cho hàng triệu gia đình đang phải vật lộn để có đủ 2 bữa ăn mỗi ngày. Các bạn hãy nhìn rõ hình ảnh này đi để nhìn thấy bằng trực giác sự chênh lệch này một cách rõ rệt nhất. Bên trái bức ảnh chính là khu ổ chuột Harari ở Mumbai, Ấn Độ. Trong khi ở bên phải bức ảnh chính là khu nhà của các nhân viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Vậy lý do gì Ấn Độ lại chênh lệch khủng khiếp như vậy? Theo các chuyên gia, của cải thực tế chỉ tập trung trong tay một số ít người, chiếm một tỷ lệ cực nhỏ nếu so với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ dân của Ấn Độ. Theo đó, có tới 77% tổng tài sản quốc gia thuộc về 10% dân số giàu nhất ở Ấn Độ. Trong khi đó, 73% tài sản được tạo ra trong những năm gần đây chỉ thuộc về 1% những người giàu nhất nước này. Từ sự chênh lệch này mà thu nhập bình quân đầu người theo danh nghĩa ở Ấn Độ cũng chỉ vào khoảng 2.700 USD và xếp thứ 136 trên thế giới theo thống kê năm 2022. Theo các nhà chức trách, rõ ràng thì con số này có tăng mạnh trong một thập kỷ đổ về đây. Nhiều người nghĩ là tín hiệu đáng mừng. Song tăng ở đây cũng chỉ là tập trung vào 10% nhóm giàu nhất, nên đây vẫn là một thách thức lớn đối với quốc gia đông dân này. Mỹ. Hẳn là ai cũng biết, Mỹ từ lâu được xem là quốc gia giàu có và phát triển bậc nhất thế giới. Và đối với nhiều người, thậm chí là người Việt chúng ta, Mỹ vẫn luôn là giấc mơ, là thiên đường nếu muốn đổi đời. Điều này chúng mình cũng đồng ý, thế nhưng ở Mỹ vẫn tồn tại những góc khuất về khoảng cách giàu nghèo và sự phân hóa này được cho là đang ngày càng tăng lên. Các bạn nghĩ sao với một cường quốc giàu có như Mỹ lại là nước có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất trong 20 quốc gia giàu có trên thế giới và là nước có tỷ lệ trẻ em sống trong nghèo khó cao nhất ở các nước nông nghiệp phát triển? Rõ ràng, Mỹ giàu nhất thế giới, nhưng người Mỹ cũng nghèo đến kinh ngạc. Sự chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ cũng phản ánh rõ rệt thông qua những ngôi nhà như này. Trong khi nhiều thành phố ở xứ cờ hoa luôn trong tình trạng đất chật người đông với giá bất động sản tăng mỗi ngày, thì một số nơi khác lại kém phát triển và thưa thớt dân cư tới mức chính quyền địa phương buộc phải bán nhà với giá 1 USD để ngăn chặn tình trạng thành phố ma. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua thì chương trình này không được người dân mặn mà cho lắm. Thậm chí, vào mùa hè giữa năm ngoái, nắng nóng kỷ lục tại Tây Nam nước Mỹ khiến người nghèo phải vật lộn dưới cảnh nhiệt độ gần 40 độ C. Trong khi người giàu sẵn sàng mở ô tô bật điều hòa cả tiếng dù không có ai ở bên trong. Rõ ràng, bất kỳ quốc gia nào cũng có những vấn đề của riêng mình và chuyện giải quyết khoảng cách giữa giàu và nghèo ở Mỹ cũng đang là một vấn đề lớn. Và vấn đề là họ có giải quyết và có muốn giải quyết chúng hay không mà thôi. Và tiếp theo, một quốc gia giàu có khác, thậm chí tốc độ phát triển khiến Mỹ cũng phải dè chừng. Các bạn đoán ra đó là quốc gia nào chưa nhỉ? Trung Quốc. Chuyện chênh lệch giàu nghèo có lẽ ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng có.
Tuy nhiên, xin nhắc lại trong video ngày hôm nay, chúng ta đang nhắc đến những cái tên nổi cộm và có nhiều dẫn chứng thú vị nhất. Đến người hàng xóm Trung Quốc. Sự chênh lệch giàu nghèo được đánh giá là đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội Trung Quốc những năm qua. Tuy nhiên, thứ mà khiến người ta chú ý có lẽ là việc do sự chênh lệch mà khiến dư luận nước này trở nên ngày càng ác cảm với những người thuộc giới siêu giàu. Vậy, tại sao người Trung Quốc lại ác cảm với người giàu? Câu trả lời có lẽ chính là xuất phát từ những phát ngôn khốn khổ của những cậu ấm cô chiêu này. Cách đây không lâu, Jill Anna, con gái của nhà sáng lập Huawei, đã gây bão mạng khi cô thừa nhận rằng cô có một cuộc sống không hề dễ dàng. Cô cho rằng mình cũng giống như mọi người ở cùng trang lứa khi phải làm việc chăm chỉ, học tập chăm chỉ để có thể vào được trường tốt. Ngay lập tức, phát ngôn của con gái cưng của một tỷ phú có khối tài sản 1,4 tỷ đô la bị công chúng Trung Quốc hờn ra mặt. Hay như phàn nàn cô không thể ăn uống với tiêu chuẩn thấp như vậy được. Và tiêu chuẩn thấp mà người này nói chính là 650 tệ cho một ngày, tương đương với khoảng hơn 100 USD, tức là cũng rơi vào khoảng 2,5 triệu tiền Việt. Dĩ nhiên, người này lại tiếp tục chọc vào chỗ ngứa của những người dân Trung Quốc khó khăn. Rõ ràng, điều này là không tránh khỏi ở bất kỳ xã hội nào. Tuy nhiên thì việc phản ứng dữ dội và tỏ ra vô cùng ác cảm, có lẽ họ lần đầu thấy ở Trung Quốc. Mà cũng phải thôi, những trào lưu khoe của những cậu ấm cô chiêu trên mạng hầu hết cũng bắt nguồn từ đất nước tỷ dân này. Và có lẽ chính vì những lần khoe của sỗ sàng như vậy mà công chúng Trung Quốc thường lên án một cách dữ dội, thậm chí là phong sát những idol, hoa đán đình đám mỗi khi họ dính vào lùm xùm trốn thuế. Tương tự như Ấn Độ, số lượng tỷ phú của Trung Quốc cũng đang tăng lên nhanh chóng, thậm chí có thời điểm còn lên vượt cả xứ cờ hoa Mỹ. Và theo nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai, sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu, còn người nghèo thì ngày một nghèo đi. Các bạn nhìn xem, một Trung Quốc thường thấy hoa lệ ra sao, thì đâu đó trên đất nước này vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà lụp xụp, những khu nhà ổ chuột như này. Trung Quốc chênh lệch giàu nghèo rõ rệt đến mức người ở nhà 41 tỷ đồng, còn kẻ lại phải sống trong những căn nhà làm bằng gạch bùn. Brazil. Các bạn nghĩ sao về Covid-19 nhỉ? Vâng, một dịch bệnh khiến hàng triệu người trên thế giới phải bỏ mạng. Nó nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ không có nhiều người nhiễm Covid mà phải mất mạng như những người nghèo ở Brazil. Ở phần lớn các quốc gia, những yếu tố quyết định khả năng khỏi bệnh của một bệnh nhân mắc Covid-19 bao gồm tuổi tác, giới tính, bệnh lý nền. Song tại Brazil, điều kiện tiên quyết đó lại nằm ở đẳng cấp xã hội. Tỷ lệ người nghèo chết do nhiễm SARS-CoV-2 được thống kê cao hơn rất nhiều so với người giàu. Người giàu thường lựa chọn hệ thống y tế tư với mức độ hiện đại tương đương với các quốc gia phát triển. Trong khi đó, người nghèo lại chỉ có thể đến điều trị tại hệ thống bệnh viện công, nơi tình trạng thiếu hụt về nhân lực và thiết bị có thể đặt tính mạng của họ lên bàn cân với tử thần. Thêm nữa, do tỷ lệ lây nhiễm virus ở những khu dân cư nghèo cũng cao gấp 3 lần so với những khu vực giàu có. Chính vì vậy, nên người nghèo ở Brazil lại càng có số lượng nhiễm Covid tăng lên chóng mặt. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi Covid-19 là căn bệnh biết phân biệt giàu nghèo. Bởi chỉ với một dịch bệnh mà có thể phản ánh rõ ràng nhất về sự bất bình đẳng xã hội ở quốc gia này. Peru. Cũng là một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới, nhưng các bạn nhìn xem, những hình ảnh này thậm chí còn vô cùng nổi tiếng và thường được các chuyên gia đem ra để minh họa khi nhắc đến sự chênh lệch giàu nghèo của một quốc gia. Đây là hình ảnh tại thủ đô Lima của Peru đang tồn tại trong một bức tường cao hơn 3m và dài hơn 10km với các hàng thép gai bên trên nhằm chia tách hai thế giới, một của người giàu và một của người nghèo. Được xây dựng từ năm 2011 ở khu vực ngoại ô thủ đô Lima, bức tường này còn có nhiều tên gọi khác như bức tường Berlin của Peru hay bức tường của sự hổ thẹn bởi nó ngăn cách khu vực đô thị giàu có Las Casuarinas với khu ổ chuột Vista Hermosa. Dù ban đầu, mục đích của nó chỉ là quy hoạch đô thị và đảm bảo an ninh cho các cư dân nhà giàu, nhưng giờ đây lại tô đậm thêm bức tranh phân biệt giàu nghèo tại thủ đô Lima. Rõ ràng, đối lập với những căn nhà ổ chuột rách nát, nơi người dân còn không được tiếp cận với các dịch vụ tối thiểu như điện và nước sạch, thì cách đó không xa là những khu biệt thự xa hoa trị giá triệu đô và cảnh quan tươi xanh, chủ phú. Để giải quyết vấn đề nan giải này, các tổ chức truyền thông và nhiều tổ chức xã hội khác đã lên tiếng kêu gọi xóa bỏ bức tường, nhưng đến nay vẫn chưa có tác dụng. Đến mức họ phải đưa ra các sáng kiến nhằm ủng hộ những người dân nghèo sống bằng cách vẽ những bức tranh lên bức tường xấu xí này.
Tuy nhiên, việc làm này vẫn chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Đây không chỉ là bằng chứng cho kết luận trên mà còn là vết dao cứa vào những người nghèo, cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội nói chung và những người nghèo Peru nói riêng. Và vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo nổi cộm nhất thế giới. Các bạn có thể thấy, sự chênh lệch giàu nghèo là vấn đề luôn có ở bất kỳ quốc gia nào, thời đại nào. Và một quốc gia nếu có được lên báo vì sự xuất hiện của một tỷ phú, triệu phú mới nổi nào đó thì vẫn luôn có một điều chắc chắn rằng nơi đó vẫn tồn tại những khu ổ chuột, những người dân phải bới rác để tìm thức ăn, không có nhà để ở. Hay khi báo giới ca ngợi rằng một đất nước nào đó đang giàu lên vượt bậc thì chúng ta vẫn phải hiểu rằng số của cải hầu hết sẽ chỉ rơi vào túi tiền của nhóm những người giàu nhất mà thôi. Và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Và những bức ảnh này ít nhiều cũng phản chiếu được sự thật tàn khốc ấy. Và những quốc gia vừa rồi cũng chỉ là những cái tên tiêu biểu, không phải bảng xếp hạng, và những quốc gia khác không có trong danh sách cũng không phải là không có thực trạng này. Nên là các bạn hãy xem với tâm thế thoải mái để bổ sung thêm thông tin và có cái nhìn khách quan nhất có thể. Đồng thời đừng quên góp ý và bổ sung nếu các bạn biết thêm được điều gì thú vị về chủ đề này xuống dưới phần bình luận nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!